vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2022, Hội đồng đội Tăng Thiết Giáp Lữ đoàn 202 tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ nhất. Ngọc Mai thay mặt anh chị em đội văn nghệ Hội truyền thống bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí, chiến tranh đã lùi xa, nay dân tộc Việt Nam chúng ta đang sống trong hòa bình độc lập. Song ai cũng nhớ những tháng năm gian khổ, những tháng năm kháng chiến trường kỳ. Đường Trường Sơn, con đường huyền thoại, mà ở đó mỗi con đường, mỗi lối mòn đều thấm máu và mồ hôi của biết bao chiến sĩ. Với chiến công của các chiến sĩ vượt qua mưa bom bão đạn, làm mục tiêu dẫn đường, phá bom mìn, san đường mở lối, nối liền huyết mạch giao thông, trong gian khó vẫn sáng ngời niềm tin chiến thắng. Vang tiếng hát bay xa trên khắp chặng đường hành quân. Hình ảnh những chiến sĩ lái xe tăng băng rừng vượt suối trên khắp đèo chiến trường. Và cho đến giờ phút, cả non sông vang khúc khải hoàn. Trong ngày toàn thắng, những chiến sĩ lái xe tăng đã anh dũng xông thẳng vào cổng Dinh Độc Lập, làm nên chiến thắng lịch sử cho dân tộc Việt Nam. Đó là ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Sau đây, chương trình văn nghệ xin được bắt đầu. Mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời các đồng chí đón nghe ca khúc 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Nhạc và lời Doãn Nho, do tốc ca nam nữ thể hiện, xin mời các đồng chí đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lãnh tụ thiên tài, một nhà lãnh đạo kiệt tác. Bác đã hy sinh cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam. Sau đây, ca khúc Chúng Con Canh Giấc Ngủ Cho Người, nhạc và lời Doãn Nho do đồng chí Bảo Trung thể hiện. Xin mời các đồng chí đón nghe. Vinh quang con đứng bên người, canh cho bản ngủ còn dân. Trên môi như vẫn đang cười, bản vui vì cắm non sông. Cháu con trở về bên người. Nghiêm trang trong nắng Ba Đình, hoa thơm ngát trời thủ đô. Vinh quang con đứng bên người, cánh cho bản ngủ ngon dân. Trên môi như vẫn đang cười, bản vui vì cắn non sông. Cháu con trở về bên người. Nghiêm trang trong nắng Ba Đình, hoa thơm ngát trời thủ đô. Thank you.
đi trở lại sân khấu, xin mời quý vị đón nghe bài hát Chào Em Cô Gái Nam Hồng, nhạc và lời Ánh Dương do Đăng Ngọc thể hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên sân khấu xin mời quý vị chúng ta lắng nghe
với giọng hát anh thơ được thể hiện qua ca khúc Gặp Nhau Giữa Giường Mơ, nhạc và lời Bảo Trung do anh thơ trình bày. Xin mời quý vị đón nghe. Chúng ta sẽ lên và tôi không thể ngờ rằng là một trong
người đó chính là anh Tạo, vừa là thủ trưởng vừa là trong ban liên lạc của hội truyền thống của binh chủng Tăng Thiết Giáp chúng ta. Hôm nay anh sẽ thể hiện một ca khúc, đó là bài hát Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui. Xin mời tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay để đón nghe tiếng hát của anh ạ. Vâng, rất tuyệt vời, cảm ơn anh Tạo. Vâng. Báo cáo với các bác, anh chị là tôi cuộc vui nào thì cũng là vẫn rất là vui, còn thấy là vui. Hôm nay là lần đầu tiên hội đồng đội Tăng Thiết Giáp của 22 chúng ta buổi họp mặt đầu tiên thì tôi cũng có vui một bài hát. Hát thì không hay nhưng mà vẫn cứ thích hát. Báo cáo với anh Đào, anh Chất rồi các bác như thế. Vâng, tôi hát bài Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui. Em nói yêu anh vườn cây đêm này.
hoa trái khi anh nắm tay em. Mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ, và khi chúng ta yêu nhau chẳng nghe thu nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, đang nuốt tình yêu bên một chương trình rất là hấp dẫn và đầy ý nghĩa với ngày truyền thống của quân đội cũng như của lữ đoàn hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.